cũng tiếp tục liên quan tới tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thanh Hóa thì trong quá trình thực hiện lấy mẫu test nhanh Covid-19, một nữ nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng một que tăm bông cùng lúc ngoáy mũi cho nhiều người. Hiện giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc cho biết, đơn vị đang chuẩn bị xem xét kỷ luật với nhân viên trên do sai sót về chuyên môn nghiệp vụ trong lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Được biết trước đó tại huyện Hậu Lộc xảy ra ổ dịch, ngành y tế đã khẩn trương truy vết xét nghiệm, triển khai test nhanh tầm soát cho toàn bộ người dân. Vào thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Xuyến sinh năm 1985 là nhân viên thủ kho khoa cận lâm sàng, được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu trung thành. Tại đây, nữ nhân viên này chỉ sử dụng một que tăm bông ngoài mũi cho từ 4 tới 5 trường hợp, khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Nhận được tin báo, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng đến tận nơi, yêu cầu nữ nhân viên này hủy toàn bộ các mẫu xét nghiệm thực hiện sai quy trình, đồng thời chỉ đạo cán bộ, nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân theo đúng quy định. Trước đó vào tháng 2 năm 2021, bà Nguyễn Thị Xuyến cũng đã bị giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm bảo quản vận chuyển vaccine.